hoang hết rồi, còn bản số 1 thôi nha Sa Nhi Lê ơi. Rồi mẫu này phối hoa xanh nha, phối đủ hoa màu sắc hết, phối đá trên cái áo không nè, phối đá trên áo không có gì ha. 1m6 này được 57kg nè, 1m6 57kg ghi mã số 57 cho em nè. Mẫu này ghi mã 57 chị ha, chốt liền cái cuối cùng chị ha, ghi liền mã cho em 57 nè. Rồi là sợ em lấy cái mục ít, lấy cái hoa cho Sa Nhi Lê nha, em lấy cái hoa cho Sa Nhi Lê nè. Đầm theo nha, lên đầm theo luôn. Đầm này lúc em mới bán là bán giá 220 nha, hôm nay sale có 160 cho mấy chị luôn. 220 nên sale có 160 cho mấy chị ha. Form là đầm, trời ơi, mẫu này thơ xuất sắc cho em luôn nè. Mẫu số 1 cho chị Sa Nhi Lê nè. Ngang ngực là được 88 chị ha, mẫu này của em ngang là 88 nè, ngực 88 em tới 72 nha, ngực 88 72 cho em đồng 220 xe còn 160 luôn. Form thơ cực kỳ xịn nha, cắt điệu ha, may cái đường liền cắt điệu nè. Mẫu này mình mặc đi chơi Tết vẫn được chị ha, mẫu này mặc đi phối Tết cho em vẫn đẹp nè, thơ cực kỳ xuất sắc luôn nè. Ghi mã cho em là mã đầm thơ nha, ghi mã đầm thơ cho em nè, 57 cho chị Nga Bích nè, 57 cho Nga Bích. Rồi cái này ghi mã đầm thơ cho em nha, chốt mã đầm thơ luôn. Công chúa bé gái chị ha, rồi cái này size trời ơi, phối rất là đẹp luôn, rất là nhiều lớp vải cho bé nha, mẫu này là phối cực kỳ nhiều lớp luôn nè. Mấy chị xem gần chất liệu của mình nha, may đẹp, cái này kiểu như may cổ kiểu tàu ha, cái form lên rất là xinh nè, kiểu như quái Trung Hoa chị ha. Ở phía dưới mình là phối rất là nhiều lớp luôn nha, phối 2-3 lớp dày mịn cho bé là 3 lớp chị ha. Hôm nay sale 65.000 luôn, hôm nay sale cho mình giá 65.000 nha. Cái form siêu xịn thì mình sale có 65.000 nè. Ghi mã cho em là mã đầm bé kìm size, ghi mã đầm kìm size phía sau có dây cục nơ, cục eo ha. Cái này là phối dây eo phía sau nè, cắt nơ cho bé nha. Ghi mã đầm kìm size nè, đầm số 5 nè, đầm số 5, số 6, số 3 nha, đầm số 356 cho em là ghi mã đầm kìm size 356 nha, 65.000 cho mình luôn, sale sốc với chị ha. Cái này mấy chị mà ra ngoài mua phải nói giá thị trường phải nói 200.000 một đầm cho bé nha. Bây giờ mình mua để cho Tết cho bé mặc đi chúc Tết, đi chơi hay đi thăm họ hàng được hết chị ha. Ghi mã đầm kèm size cho em là 356 luôn, ghi mã đầm kèm size cho em nè. Rồi mẫu đầm này mấy chị ơi xuất sắc luôn nha, mẫu đầm mình cực kỳ xuất sắc luôn. Em có đầm số 356 thôi chị ơi, đầm 356 thôi nha. Đầm số 5 cho Lan Tinh nè, chốt liền cho em đầm 356 luôn nha, 65 một đầm, nó xuất sắc cho bé chị ơi, mẫu cực kỳ đẹp nha, màu xanh nó lên da sáng da cho bé. Mẫu này của em nha, ngực được tới 104 luôn nè, mẫu đầm này ngực tới 104 nha. Em chưa có giãn là được tới từ 66 nè, giãn em được tới là 80 luôn ha, giãn em tới 88 chứ thôi cho em nè. Mẫu này đầm nhật chị ha, form là đầm nhật nè. Em nhà chị Trang Lưu Việt nè, tay cái này form đầm nhật chị ha, có chị lên cái form phố nhũ me luôn chị ha, lên form gọn người cực kỳ. Mà cái mẫu này của em á, phố cái hoa nhí rất là sang nè, ghi mã cho em mã đầm lấy đầm chị ha, ghi mã đầm liền cho em nè. Ngực được tới 104 ha, e được tới là 88-90 cho em nè, phố nhũ vải cực kỳ đẹp luôn, xe giá 90.000 nha. Em xe đầm giá 90.000 là ghi mã đầm cho em lấy đầm liền nha, form mặc lên rất cưng luôn, đầm nhật của chị ha, rất là sang nè. Đầm bé số 3 18kg, 18kg là size số 6 đó chị ơi, 18kg là size số 6 nha Nguyễn Thị Minh ơi. Lấy ok cho em, lấy cho mình luôn nha Nguyễn Thị Minh nha. Nguyễn Thị Minh lấy thì ok cho em, lấy cho mình luôn nè. Áo nên mặc nha, 1m6 nha, 60, 62kg vừa hết cho em nè. Phong cánh dơ nha, thoải mái nè, rất là đẹp luôn, 85 một áo nha, phối đá nè. Phương Lâm ơi, thấy chị mà không thấy chị chốt nè Phương Lâm ơi, không thấy Phương Lâm chốt có gì luôn. Rồi đầm này nha, cái này là đầm thiết kế cho cái lô thiết kế xịn bên em nha. Cái này là lúc em mới bán giá của mình là hơn 200 mấy lượng, hôm nay sale cho mình giá là còn 190 chị ha. Sale 190 là sale lỗ cho mình luôn, sale giá lỗ cho mình luôn chị ha, là tranh thủ chốt đầm cho em nè, cực kỳ xịn luôn. Chào chị xin Nguyễn Thị nè, ngực được tới là 92, mẫu này ngực 92 cho em nè. Em được tới 88 luôn, ngực 92 em 88 nha, form đầm thiết kế xịn nè. Form body lên cái form cực kỳ xuất sắc, ở đây là phố điểm nhấn nha, phố da điểm nhấn, phố kim sa pha lê nha, phố kim sa pha lê cho em nè, lên cái form quá đẹp luôn nha, tay rất cưng nè. Ghi mã
em Tâm ơi. Lên lên lên, em lấy em hết số 6 rồi. Mẫu này của em nha, nó còn sắc sắc luôn nè. Ngực được tới 98 nha. Mẫu này ngực tới 98 thôi. Theo bướm chị ha, theo con bướm. Nhưng mà nó làm hiệu ứng, kiểu như hiệu ứng bay đêm chị ha. Kiểu như bướm đang bay trực tiếp lên cái đầm gì đó. Nó còn sang nè, phối bướm rất là nhiều màu sắc nha. Mẫu này của em là nhất của mình á, nó sẽ phối hai màu nè. Màu đỏ với màu xanh ha, chủ đạo của cái đầm luôn nè. Mẫu này ngực 98 lại cho em nè, em sẽ 85.000 luôn. Đi mã cho em, mã là hơn sơ mi lấy đầm. Đi mã sơ mi cho em nha, chốt mã sơ mi lấy cái đầm này luôn nè. Có túi luôn nha, đầm có túi thì lên cái form thước tha cực kỳ nha. Và che được cái điểm bụng tốt nè. Hai bên tay phối bướm nha. Cái này che được cái điểm rất là tốt nha. Chốt mã cho em mã sơ mi nha, 85.000. Chốt liền cho em ha. Rồi mẫu áo của em nha, áo len phối đám nè. Áo len phối đám chị ha. Form này của em là 1m6 55kg cho em nè. 1m6 55kg cho em nha. Phối thêm, trời ơi, điểm nhấn nha, phối đá rất là đẹp luôn nè. Đầm sơ mi cho chị bằng khuyên nè. Cái này còn đầm sơ mi không á? Rồi cái này nha, 1m6 55-57kg cho em nha. Đầm sơ mi có cái gì thôi. Chia sẻ rồi, các em bị chặn chia sẻ. À hôm qua chia sẻ nhiều đúng không? Rồi cái này ghi mã cho em, mã len nha, xây cho mình nè. 45. Rồi áo len này xe 45.000 cho mình là ghi mã áo len cho em là xe 45.000 nha, giá cực kỳ xuất sắc luôn. Chốt liền cho em nè, hôm nay là xe sẵn sàng cho chị luôn. Áo nam nha. Rất cưng luôn nè, ghi mã cho em ha. Áo 35 xin phương lâm nè.
không biết chơi. Chào chị ơi, chương trình nghiệp nè, Caro chứ Đinh Huỳnh nè. Rồi cái đầm này của em 170, hôm nay xe cho mình còn 140 nha. Cái đầm này xe cho mình 140. Cái này là form trung niên mặc lên là trời ơi xuất sắc.
theo rất là đơn giản luôn. Mẫu có theo rất là đơn giản nha, mặc lên là sang lắm luôn nè. Mẫu này của em nha, ngực được tới là 96 nha. Mẫu này ngực nổi 96 lại cho em là đẹp nè. Sơ mi cũng hai phong dài, cái này mình có thể làm kiểu như phong dài hoặc là mình phối quần sọt ở trong nha, hoặc là mấy chị mà phối lịch qua làm cái đầm sơ mi vẫn đẹp nha. Em sẽ cho mình giá 85.000 là đi mã 85 cho em nè. Hai bên theo theo của mình là theo hình cá cá heo chị ha. Chốt mã cho em là ghi mã là 85 cho em nha. Ngực từ 96 lại là mặc vừa hết là ghi mã 85 cho em. Rồi em lên cho mình cái lô quần nha. Lô quần này của em là màu kem nè, mặc cực kỳ đẹp luôn, form vải chất lượng cực kỳ chị ha. Là chị Thảo hỏi mình vừa là chị Thảo ơi, áo vừa nha, 85 áo nè. Không biết cho lan xe không biết vừa bé nữa nha. Rồi form quần nè rất là xịn chị ơi, vải rất là đẹp nha. Hết luôn nha. Áo này áo bé của mình á, em xin mình giá là còn có 35.000 nha.
áo bé này size cho mình giá 35.000 nè. Mẫu này đi mã cho mã áo kèm size nha, áo 120 với áo 130, có hai size, size 120 với lại 130 nha. Ghi mã áo kèm size. Ở đây là thơ của mình, thơ họa tiết Thanh và những chị ha. Quá cực kỳ mịn luôn nè. Ghi mã cho em áo 120 với áo 130 nha. Đồ có đầm luôn mấy chị ơi, yên tâm nha, đầm không có thiếu nè. Kiếm ra, kiếm thành công. Đồ đang một lót quần jean nha, quần jean hôm nay xem với chị giá bất chấp luôn. Quần jean size cũng khá to cho mình luôn nha. Hôm nay lên quần jean giống chị luôn. Chị đang ở đợi quần jean nè, chốt liền cho em nha. Jean của em là 220, xe 180 nha. 220 mà xe 180. Cô với chị nhìn cái đầu tiên mũi chỉ của quần mây nè, rất là tinh tế chị ha, may chỉ cực kỳ phối theo nha. Ở đây phối theo chị ơi, ở đây phối theo chị ha, rất là xịn nè. Mẫu này ghi mã trên là mã Q28 là 28 nha, có độ co giãn nhẹ. Mẫu này có độ co giãn nhẹ nè, ghi mã là Q28 cho em, bán cho mình giá là 180.000 chị ha, xe 180.000 nha. Ghi mã Q28 cho em nè. Bây giờ mấy chị đang mua quần á, bây giờ mấy chị mà thị trường bán quần, chị đang kiểu rẻ nhất cũng phải 450-500.000 một quần nha, bên em bán 180 là chốt liền cho em nè. Áo 120 đặng thị Thảo nè, mấy chị chốt liền cho em chị ha, ghi mã là Q28 cho em lấy cái quần nè, 180.000 nha. 130 chú Hoa Phạm Thị luôn. Rồi mẫu này màu đen đậm nha, màu đen đậm cho em là phối gu xì nè, phong trơn đơn giản chị ha. Mẫu này là phong trơn đơn giản cho em, trời ơi. Cái này là size của mình là size 29 luôn, ghi mã Q29 cho em nè. Ghi mã Q29 nha, cũng xem 180.000 luôn mà form ống nhỏ bình thường nha, có được có giải nhẹ. Nhiều. 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 Nhiều.
Rồi phố chấm mi nha, cái này đúng form kiểu chuẩn hàng chơi, đúng cái form chuẩn hàng quốc cho em nè. Có túi nha, có túi lúc nào chơi. Form này nha, 1m655kg loại cho em nè. 1m655kg với chị mua cho bé, phố vẫn đẹp nha. Mẫu này với chị mua cho bé cho em vẫn đẹp nè, ghi mã bi cho em nha. Ghi mã đầm bi cũng 85.000 nè, hai áo cho mình nha, một set gồm hai áo trong lại đầm ngoài nè. Ghi mã bi cho em, chơi rất là đẹp nha, mẫu này là cực kỳ cưng luôn. Cái này là phối sọc nha, mẫu này phối sọc. Quá xịn cho, toàn là cái form dễ mặc nha, form xô mà kiểu toàn là những cái đẹp không biết chị ơi, chốt liền cho em nè. Ngực và đường tới 100 nha, mẫu này ngực 100 lại cho em nè. Ngực 100 đủ lại chị ơi, rất là xinh nha. Mẫu này là ngực 100 là 60kg này, mẫu này là 60kg mặc vẫn vừa nha. 1m660kg nè, hai phong tay của mình đó là có điểm nhấn nha, lên cái phong tay rất là xinh nè. Ghi mã đầm sọc nha, cũng 85.000 ghi mã đầm sọc cho em nè. Chốt mã đầm sọc nha, form cổ cái kiểu đúng như style chuẩn hàng nha, đúng chuẩn cái form Hàn Quốc, cầm Hàn Quốc nè. Chốt mã cho em mã đầm sọc luôn. Trời ơi phối ren nha, phối ren chị ơi. Em được 88 thôi, mẫu này ngực có 88 nha. Mẫu này ngực 88 mà phối ren nè. Quá cưng luôn, là ghi mã cho em mã đầm ren nha. Ghi mã đầm ren ngực 88 lại nè. Phía dưới có phối túi nha, có phối túi, cái phao này mặc che được cái điểm bụng chị ha, mặc lên là gọn người cực kỳ nè. Chốt mã cho em mã đầm ren nha, phối ren. Xinh lắm luôn chị ha, mẫu này mặc lên là rất là chất lượng nè. Quá đẹp nè, chốt mã ren cho em nha, 85 một đầm, chờ có 85 một đầm nha. Em lên áo thun nam nha, em lên áo thun nam cho mình luôn. Áo thun nam vẫn bán cho mình giá là 80.000 chị ha, 70.000 nha. Phối ren cho Ngọc Lương nè. Rồi lên cho mình là áo thun nam nha. Áo thun này bán cho mình giá là 70.000 một áo nè. Rồi màu nâu nha, form size L của em nè. Form này size L nha, là ngang cỡ 50 chị ha. 1m6, 1m7 nam cỡ 60kg lại mặc cho em nè, 60-65kg nha. 1m6 nam 65-68kg là ghi mã L nâu. Chốt mã L nâu lấy áo liền cho em nè. Sắp Tết rồi mình mua sẵn sống cái lô áo nam này làm áo Tết cho mặc người Tết cho người nhà nha. Tại vì áo nam bên em là lâu lắm luôn, mới có một cái lô xe áo nam nha. Rồi tranh thủ chốt cho em nè. Nam của mình như vậy 1m7 là 65-68kg nè. Ghi mã L nâu cho em nha. Ghi mã L nâu luôn nè. Cho một cái đập phối sọc. Cái điều mỗi lần đây đầm phối sọc của em nha. Chỗ chị không chốt cái đầm này tốt luôn. Chị ơi sao mà chị tốt luôn á. Chị rất là xinh luôn á. Đẹp lắm luôn. Đây mẫu này chị ha. Ngực 100 lại cho em là vừa nè. Cái này ghi mã đầm sọc cho em nha. Rất là xinh. Chị ơi phong xuông nha. 100 lại là có túi luôn. Cái phong tay lên xinh luôn nè. Em lời nâu cho Phạm Điệp nè. Rồi cái này ghi mã L xanh, phối sọc xanh nha, L xanh. Nam 1m7, 65-68kg ok nè. Ví dụ mà nam mà cao mà gầy á, 70kg mẫu mặc được nha. Ghi mã sọc xanh nè, mấy mẫu này là mặc cực kỳ má. Mấy chị nào, mấy chị mua quá này bên em rồi sẽ biết chất lượng nha. Thúy lên cái đầm sọc nè, đúng không chị Thúy lên nha. Trời ơi xinh lắm luôn, trời ơi chốt liền luôn á. Ghi mã L xanh, chị ha, L xanh nè. Ngực 100 muốn lại các bạn lên mà em hết rồi. Chị Thúy Lê lấy rồi. Em còn mấy mẫu làm ren mà phối đi nữa. Cái đó cưng quá trời. Chị lấy cái bì cho chị. Lấy cái bì cho chị. Em còn cái này nè. Đi mã cho em là mã 85 nha. Mẫu này là xinh lắm luôn á. Mặc lên phối cái nơ cho em nào. Hoặc là mình không thích phối nơ. Tại vì cái form màu đen nằm gọn người luôn chị ha. Không thích cục nơ thì mình kiểu như choàng nghĩa như kiểu khách thân hoàng chị ha, phối thân hoàng đi á. Ghi mã 85 cho em nha, cái này cũng cỡ 60kg loại mặc vừa nè. Chị ha, mà cục nơ đẹp và lợi thế chị ha. Hoặc là mình có thể thắt kiểu như thắt phối thân hoàng chị ha. Cái này ghi mã 85 cho em nè, xinh lắm luôn nha, vải xịn luôn, cầm trên tay mình mát tay cực kỳ. L xanh cho Nga Lê nè. L xanh Nga Lê nha. Rồi cái này
ghi mã L xám, phối sọc xám vậy. Cái mẫu này dễ mặc nhất nha, mẫu này dễ mặc nhất là ghi mã L xám cho em nè. Chốt liền cho mấy cái mẫu này là rất là cần thiết luôn nè, sắp Tết nhất chị ha. Mình không có cần đi shop mua lựa những cái đồ ở ngoài shop, nó sẽ tính tiền mặt bằng rất là mắc cho mình nha. Mua đồ online rất là sướng luôn nha, vải đẹp cực kỳ luôn mà rẻ lắm chị ha, tranh thủ chốt liền cho em nè. 2X thì em không biết, trời ơi mà giờ em thấy toàn size L không à, có thì em lên nha. Rồi cái này quá đẹp nè, ghi mã sọc nhĩ nha, phối màu xanh giống như xanh đen mà sáng hơn xanh đen một xíu nè. Ghi mã L sọc nhĩ, mẫu này mặc lên hơi bị sang nha, mẫu này mặc lên hơi sang nè, ghi mã L sọc nhĩ luôn. Ghi L sọc nhĩ nè. Sơn đào ơi, chị lấy cái nào sơn đào ơi, L kèm cái màu cho em biết nha, có cái xám là cái sọc nhĩ chị nha. Rồi cái này ghi mã cho em L phối nè. Ghi mã L phối, trời ơi quá đẹp luôn nè. Trời ơi phối xanh ha, màu trắng nè, ghi mã L phối luôn nè. 1m7 nha, nam từ 65-68kg. Ví dụ mà cao gầy mà ốm, nam kiểu ốm á, 70kg ok nha, mét 70kg mặc ok nè. Ghi mã cho em này là L phối nè. Mới nói chị ơi, 1m7 nam từ 65-68kg nha, hoặc là 70kg nếu mà cao gầy nha. Rồi L viền cam, phối viền cam nè, phối cái viền cam nha, sọc phối viền cam xịn cực kỳ nè, cái mẫu này đẹp nhất luôn mấy chị ha. Ghi mã L viền cam cho em luôn, L viền cam nha. Sơn đào mình lấy cái L nào mình kèm với cái màu giùm em nha. L sọc đỏ, trời ơi ghi mã L sọc đỏ cho em nè. Phối sọc đỏ, phối xám nha. Mẫu này mà trung niên mà thích kiểu ngã nhặn rồi mặc rất là đẹp nè. L phối cho chị Vân Lê Thị nè. Dạ chưa chị ơi, em chưa thấy size đó nha. Cái này ghi mã L đỏ cho em, L đỏ nè. Rồi mẫu này sang nha, mẫu này sang. Ghi cho em L xám, ghi mã L phối xám nè, phối xám xanh đen nha, mẫu này sang, trời ơi sạch sẽ nha, nhìn nó kiểu rất là đẹp á, kiểu như dễ mặc nè. Ghi mã L phối xám nha, L phối xám. L sọc trắng nè, L sọc trắng, chị đã hết sọc trắng, chốt sọc trắng cho em nè. L sọc đỏ vàng lê luôn nè. Rồi L sọc trắng nha, L sọc trắng, phối sọc trắng nhỏ nè. L sọc nâu nha, L sọc nâu. Rồi em còn như đây nha, L sọc trắng, sọc nâu, lại L phối xám nha, L viền cam. L viền cam chị Vân Lê Thị nè. Vân Lê Thị ở gồ đúng không chị ơi? Đúng rồi, ở điểm chốt liền cho em ha. Vàng cho em nè, màu này nhã nhặn nha, kiểu màu vàng nhạt, kiểu vàng hột gà chị ha. Ghi mã L vàng cho em nè.
cái L vàng hết là lấy cái XL, XL nâu cho chị Hoài Anh Vũ. Hoài Anh Vũ kèm số điện thoại giùm em nha. Hoài Anh Vũ ơi, cho em xin số điện thoại nè. Rồi L xám, L phối sọc xám, phiên bản L xám cho em nè, phối cái viền xám lại màu đen nha. Rất là đẹp luôn nè, mẫu này dễ mặc nha, dung mày cực kỳ nè. Mẫu này mặc lên phong độ với chị ha. Ghi mã cho em L xám luôn. Party hơi lâu em lấy chị kia rồi chị ơi. Tại hát chị ơi, cái L vàng á, cái không lấy chị được nè. Rồi ghi mã cho em ha, cái đó ghi mã L xám. L xám Xuân Đào nè. Rồi cái này ghi mã cho em L phối luôn nè, mẫu L phối nha. Quá đẹp quá trời, chốt L phối cho em luôn nè. Chị Hồi Anh Vũ cho em số điện thoại nha. Hồi Anh Vũ kèm số điện thoại giùm em nè. Rồi cái này ghi mã cho em nha, L phối nè. Dạ chưa thấy chị ơi, chưa thấy nè. 70.000 một áo nha, sale 70.000 một áo nè. L xám Phạm Mai Huy nè. Hồi Anh Vũ thấy số điện thoại rồi nè. Rồi mẫu này ghi mã cho em nè, L, ghi mã L xanh dương nha, ghi mã L, L xanh dương, phối viền xanh dương nè. Ghi mã L xanh dương cho em nha, rất là đẹp luôn nè. Chốt liền cho em nha. L phối cho party nè. Em còn cái L xanh dương nha, 70.000 một áo chị ơi, em còn 70 một áo nha, sao 70.000. Em còn cái L mà phố viền xanh dương, ghi mã L xanh dương, L xanh dương cho party nè. Rồi L sọc xám, L sọc xám. Phối màu nâu màu xám nè, cái này là màu nhu mì nha, màu nhã nhặn nè.
thanh dương cho em là 1m7 nam, 65-68kg nè. L thanh dương chị ha, size L với L thanh dương luôn. XL 5 cho chị Hoài Anh Vũ nè. Em còn cái L thanh dương nha. Rồi lên cho mình cái đầm chị ha. Cái phong đầm này là đầm mặt nhà ngủ với chị ha. Đầm mặt nhà ngủ nè. Chất liệu của mình nó còn mát nha, chất liệu cực kỳ mát luôn. Có túi đây chị ha, có một cái túi phối nè, form kiểu rất là thoải mái nha. 1m6 53kg cho em nè, 1m6 53kg cho em nha. Xe cho mình giá 50 nè, áo này xe cho mình giá 50 luôn, ghi mã cho em là mã 50 nha. Chốt liền cho em nè, hoa văn cũng khá nhã nhặn chị ha, hoa văn cũng khá đẹp nè, ghi mã cho em luôn ha. L xanh dương cho vàng lê nè, L xanh dương vàng lê nha. Rồi cái này ghi mã 50 lấy liền cho em nha, 1m6 53kg, loại mặt đẹp nha.
Trần Hiếu lấy size L, L thì chốt liền, ghi ok liền nha. Rồi L xám nè, màu này là trung niên ha, mặc được nè, dễ mặc, dễ phối đồ. Ghi L, L xám nè. 3X cho chị Phương Linh Nguyễn luôn nè. Cái này là em nó rồi, Trần làm Hiếu hết thiệt á. Trần Hiếu ơi, cái xanh lá là size L nha, không lấy cho chị nha Trần Hiếu ơi. Rồi L, L xám nè, L xám nha. L xám luôn. Cái này ghi mã cho em mã 70 nè. Mẫu này ghi mã 70 cho em nha. Nam của em là 1m7 75kg nha. Ghi mã cho em mã 70 nè. Size này phối đẹp nha. Ghi mã cho em là mã 70 luôn. L xám xuân đào nè. Quần jean nam một cái 100 một quần, nó nói lại rẻ lắm luôn chị ha.
cái nè. Không có xe 33 chưa? 35, 37, 38 rồi. 33 em có sản xuất luôn, 35 cho vàng lên nha. Rồi em còn 37, 38, 35 luôn. Rồi áo bé nha, màu tím nè. Hai bên tay là có phố điểm nhóm, hai bên tay là có phố cái lớp ren may nhẹ vô mấy chị ha. Rồi pha này có theo nè, theo happy thịt con gấu nha, rất là xinh luôn, dễ thương, bé mặc cái vật thoải mái, chất thoải mái nha. Bé của mình là 35 kg. 35 kg thì 40, 25 kg đó thôi. Quần 35 cho chị Lan Linh nè. Áo đang mặc có bán chị ha. Áo đang mặc là 85 một áo nè. Áo này là formal, rất là dễ mặc nha. Form cánh dơi nè. 1m6, 55-65 kg mặc vừa chị ha. Cái này bán cho mình giá 85 ngàn nè. Phối với cái gì cũng đẹp nha. Phối quần ngố cũng được chị ha. Phối quần jean, quần sọt đi chơi nước học sinh luôn. Phối cái form dây chỉ vô rất vai nhẹ nha. Mẫu này ghi mã 85 kèm màu cho em. Có 85 màu đỏ nè, màu vàng với màu trắng nha. 85 phối sọc vàng trắng đỏ là ghi mã 85 kèm màu cho em nha. Rất là dễ mặc luôn. Hồi nãy giờ luôn mà chưa ai chú. Hồi đúng rồi. Em mới lên quần nam lửng có chút Nguyễn ngô, mình mặc size bao nhiêu, có size 38 và 7 nha, bây giờ có size 38 và 7 nè. Dạ bình thường nam mặc size nào chốt size đó cho em, chứ em cũng không biết là bao nhiêu ký mặc size nào nữa nha. Áo đẹp quá mấy chị ơi, hàng Hồng Kông xịn đá nhập hết mấy chị thấy không? Cái này nó sáng nó khác Thùy lấy. Cho Thùy lấy cái này hả chị ơi, đúng ok cho em chân Thùy ơi. Thay nổi cho chị. Em thay liền liền cho em Thùy lấy cái này ok cho em nha. Em sao mà cái áo tội hồi ra giờ. Tội hồi ra giờ. Nó mặc. Nó mặc tới mặc lui mà không ai mua. Em mặc. Em tức quá. Tức. Để chân Thùy ok đó. Ok, ở vậy phải thay thay đổi phong thủy. Áo tím bé thôi, đợi xíu mặc mi vô lại liền. Ủa chưa cầm lắm chị chốt nữa kìa. Thấy chưa bèo. Áo rồi sao? Vô chị ai vô. Lên lại cho em chưa? Chốt lại cho em nè. Rồi hôm nay ghi mã cho em nha, cái này ghi mã số 1 cho em đi nè. 85 một áo nha, ghi mã số 1 cho em nè. Mami Mai Nguyễn lấy cái áo em đang mặc đúng không Mami ơi, đúng ok cho em nha. Mami Mai Nguyễn lấy cái đang mặc ok cho em nha. Cái này ghi mã số 1 cho em nè. 55-65 kg vừa hết vô, đẹp lắm luôn nha, chốt liền nè. Rồi áo bé nha, 35-30 kg nè, xe cho mình 40 ngàn nữa. 35. Rồi xe 35 ngàn nè, ghi mã là áo tím nha, ghi mã áo tím lấy áo cho em nè. Xe 35 ngàn luôn, ghi mã áo tím. Áo sỏi luôn nha, áo tím áo sỏi luôn, 35 ngàn nè, chốt mã cho em ha, áo tím áo sỏi. Mami Mai Nguyễn ok rồi nè. Rồi chốt liền cho em ha, cái này đi mã áo tím áo sỏi. Còn cái luôn. Áo này mặc còn cái nha, phố có đẹp chị ha. Cái này mấy, mấy chị cho em khuyết điểm. Nó không có thấy bụng, với lại cái form này á là mặc dễ mặc lắm, 65kg lờ, 68kg cũng lợt nữa mấy chị. Mà giá quá rẻ, chốt liền hàng nhập nha. Không phải là ở đây lên cho nên là mấy chị cứ yên tâm. Chốt mã số 1 cho em nè. Rồi cái này ghi mã sọc vàng nha, cái này ghi mã sọc vàng nè. Ghi mã sọc vàng. À, bé 1m4 là 40kg mặc vẫn được cho nên 36kg được. Rồi ghi mã sọc vàng nha, cũng phối cho em điểm áo tím chị Dung Kim Nguyễn nè. Ghi áo tím chị Ba Ti nè. Tím còn nha, chị lấy thì chốt luôn giùm em nha. Mặc được luôn á chú Nguyễn. Còn cái áo sỏi nha, em còn cái áo màu sỏi nè. Áo này chắc phải không thái đó chị. Bộ này nó chơi. Trời tự nhiên 1m6 60kg nè, 60kg 65kg nha. 1m6 60 65kg cho em nè. Phố quần dài nha, phố quần dài. Tập bàn lên Nguyễn nè. Trời ơi. Cái này của em nó sọc nhĩ mà phối hoa nhí nha. Cái này ghi mã 65 lấy đồ. Chúc Nguyễn lấy thì ok, em chốt cho chị luôn.
luôn. Nói này ui à, mày đừng có nói chuyện vườn vườn ai đó không được chứ. Sao làm lại gì mẹ? Cái ơi ê, anh Ngọc Trâm chốt mèo kìa. Trời ơi, gì vậy? Ê, cái sao làm được cái này nè? Rồi còn cái này nha, 1m6 55kg nè. 1m6 55kg nha, phối ra đúng chị ơi, ghi mã xanh lá cho em nè. Cái này ghi mã xanh lá cho em, chốt liền nha, ghi mã xanh lá đúng chị ơi. Phối 65 chị Nguyễn Thu Hà. Vải rất đẹp nha, phối sọc màu xanh lá, một con tay phối sọc có cưng nữa, ghi mã xanh lá. Cao tím thôi chị, sao tay có tím rồi nha chị. Em chốt chị rồi. Trời ơi, cho em cùng cái màu sỏi đúng chị ơi. Tím còn cái nè. Cảm ơn Ngọc Thơ nha. Rồi em còn cái màu tím với cái màu sỏi là ghi mã áo tím áo sỏi lấy liền cho bé nha. 35kg hai cái tím không nè. Luôn chốt liền cho em. Dạ rồi, hai cái tím trẻ thêm cho lấy cái sỏi luôn đi chị ơi. Lấy cái sỏi cho em luôn nha. Chị có sỏi lên lại. Chị Anh Nguyễn ơi, chị lấy cái áo xanh lá đang mặc đúng không? Đúng rồi, mã xanh lá. Rồi cái này ghi mã sỏi cho áo sỏi nè. Áo xanh lá nha. Cái này là 1m6 55kg lại cho em nè. Phố cái này nha chị ha. Rồi ghi mã xanh lá cho em nè. Chào giá. Còn cái này giống này nè. Em mặc đồ có meo. Ủa dọc quá. Ủa ừ chưa. Mấy chị hai cái. Mấy chị đeo lên trên các bạn. Dạ ơi này mẹ mặc được. Em mặc được nha, phía dưới của mình nó có khối đá lấp lánh thế nè. Khối đá nữa nha. Rồi chốt cho Fatty luôn nè. Trời ơi, chốt liền nha, xanh lá. Có cam mà mặc cam thì người ta thử luôn. Áo sỏi Fatty lấy luôn nè. Đúng rồi. Nghe bảo ừ, quá. Trời ơi, nhộn ghê luôn á. Thằng kia nhét cái mặt cực kỳ. Trời ơi, ta đẹp vậy mà nó mặc ngược cho được. Xanh lá còn á mấy chị ơi, xanh lá còn nha. Rồi ghi mã cho em là 85 xanh lá và 85 cam nè. Cái vải này nha. Nó xịn nhiều lắm, cái vải rất là xịn. Trời ơi, không biết hả chị. Rồi cái này ghi mã cho em là 85 kèm màu nha. 85 màu sỏi là 85 xanh lá xanh. Biết mặc ngược chị, trời ngược quá hả. Chị ta tay lên cái xanh lá. Ủa đầu chui. Rồi hai màu 85 kèm màu cho em nha, sỏi với xanh lá nè, hai màu nha. 1m6 55kg cho em. Bữa tao mặc cái lưng thành cái đầm đó, lòi cái chân ra bà nội luôn. Ghi mã cho em nha, 85 kèm màu là hai màu phối ren. Phía trước phối ren có phối đá, phía sau của mình là phối ren. Chị ha, phôi rất là đẹp nè, chốt liền cho em nha. Bữa em còn nhọc phân nấu, quê quá chị ơi. Không sao, tai nạn nghề nghiệp mà. Ghi mã cho em nha, 85 xanh lá với cam luôn nè. Cái đó hết tiền. Rồi mấy chị ơi, cái màu trắng mà phối sọc còn một cái phong rất mai nè. Ghi mã cho em này, ghi mã sọc trắng nha. Cái này ghi mã sọc trắng nè, 55-65kg nha. Ghi mã sọc trắng cho em, cho cái tiệm phụng tốt nè. Anh Hữu lấy cái áo xanh lá, trời ơi, rồi, đây rồi. Chị chốt xanh lá. Cho mặt ngược á. Chốt mềm cho em nha, có cái sọc trắng nè. Cô nhận được đồ, đồ đẹp lắm, trời cảm ơn cô chuẩn chồng nè. Sọc trắng chốt lên rồi. Trời ơi, con cái à. Sọc trắng trang lương diệp. Giận vô trời ơi. Trời ơi. Đen lắm. Đen lắm em.
mấy chị coi xỉu. Trời ơi, chị ơi, nhìn đá này, ghi mã đá cam cho em nha, ghi mã đá cho em, nội ghi mã đá nha. Sọc phối, sọc ca, phối đá nè. Ghi ly liền cho em nha. Em lên cho mình cái màu đen nè, phía sau chị sẽ có điểm nhấn, phía sau sẽ phối chéo, gắt chéo em chị ha. Cái kiểu mình nó phong là rất là đẹp luôn nè. Đen lên ngọn người cho em nha, màu đen lên ngọn người luôn nè. Sổ đỏ đô, đây là có phố kiểu xích
màu nhạt đi nha, đi mã màu nhạt cho em nè. Màu này lên da là hơi bị sáng da chị ha. Phố cái viền ngọc trai ngang luôn nè, cái này được 100 mặt vừa chứ ha, cái này mặt hơi rộng nè. Phải xịn á, chắc mã 100 là phối ngon đó mấy chị, phối ngon rất là xịn. Rồi đi mã 100 á nè. Xịn lắm. Màu cho em chị ơi, còn một cái màu nhạt có là một sỏi nha, còn một nhạt màu sỏi nè. Đỏ đô mà. Đỏ đô chị ha, có đỏ đô luôn. Chị là hết màu nhạt chốt liền màu đó cho em nha, dễ mặc cực kỳ và hai tay phối phồng nhẹ nữa nha. Rồi chốt liền cho em nè. Rồi bộ đồ với chị ha, 1m660kg nè. 1m660kg, 62kg mặc cũng ok nha. Xe cho mình bộ là còn 55.000 luôn nè. Bên em chẳng hạn lấy màu nhạt nè. Cái mã bộ đồ cho em nè, chốt mã bộ đồ cho em chị ha, 1m662-63kg luôn nè, chốt liền. Đừng có ngại ngùng, cứ chốt đi mấy chị ơi. Trời ơi, chốt còn sỏi là lên da, sáng da lắm luôn nha, chứ cho chị xem phong lại nè. Đó đâu còn cái. Đây nó sẽ khẽ nhẹ chị ha, khẽ nhẹ điểm nhấn ngay cho nó mùi tiền xe nè. Đúng chị ha, lên cái phong thông tin là chốt liền nha. 100 đậm, cho giá quá đẹp cho mình nè, 100 đậm luôn ha, chốt liền cho em nè. Bộ đồ chơi, bạn lên lấy cái bộ đồ đúng ok cho em nha, bộ đồ nè bạn ơi. Rồi nghe 52 nha, nghe 52 nè, cái này ủa áo nữ không? Cái này là áo nữ nha, sơ mi nữ nè, vải của mình bây giờ chất liệu như vải đuổi mấy chị ha, ví dụ vải đuổi giờ mà cái này là cái phong đuổi nha, mặc lên là phong dài hay là phong kiểu rộng rộng cũng vẫn đẹp nha, ngực được tới 104 luôn nè, ngực có 104 luôn, sơ mi xe cho mình sơ mi hồng tông nha, cái này sẽ 55 sẽ 55 ngàn nè, đi mã sơ mi cho em nha, đủ lắm luôn, sẽ 55 ngàn luôn, đi mã sơ mi cho em nè. Trời không ngại ngùng mà ngại, đừng ngại chị, đầu tháng có tiền, đầu tháng chị ơi, đi mã cho em mã sơ mi ha, giờ có tiền rồi em được. Đầm E80 vừa nha, cái này là E86 luôn á, Phương Linh Nguyễn được đầm nha, Phương Linh Nguyễn được đầm nè. Có chị đỏ đô vẫn còn cái nè, chị nào lấy chốt thì nè. Đổi đỏ đô. Chị Phương Linh Nguyễn có đỏ đô rồi. Rồi áo thun mới chị ơi, áo này là cái phong, suông thôi, phong rộng thoải mái dễ mặc nè, phối tập tươi nhẹ. Cái này mặc lên rủ rủ đẹp. Còn cái này của em 1m660kg nha, 1m660kg luôn, xe này 50.000 nè, ghi mã cho em là mã là áo nha, ghi mã áo cho em là xe 50.000 luôn. Rất là đẹp nha, 60-62kg mặc ok hết nè, phong ngang nó cứ dễ phối đồ luôn, ghi mã cho em là mã áo cho 50.000 nè. Em bảo đảm với chị nhận cái hàng áo này xong, cái áo đá nãy giờ like á, mấy chị sẽ mua đồ á, mặc hết hàng rồi đó. Rồi cái đầm này trời ơi đẹp nha chị ơi. Mèo lựa cho em mặt đầm đẹp rồi. Thầy đọc có nha bà nè, có nha. Chị có đọc nhiều khi mấy chị cầm lên mấy chị không thấy phong, mấy chị không chốt. Nào tốt phải xin thay đồ cho vừa giảm cân á. Không được. Mẫu này nha, ngực với 102 nè. Phương Tùy lấy đầm đang mặc màu tỏi nè, ok đó Phương Tùy nha. Rồi mẫu này là của em là ngực được tới 104 luôn nha. Phong này là hôm nay xe cho mình là còn 104 nè, 107 xe 104 luôn nha, có nên chọn chị mặc luôn. Hàng tên nở, giảm em xịn lắm. Chị đừng ngại ngùng, chị không hết thì mẹ. Trời ơi, chưa mặc lắm mấy chị ơi. Phương Linh Nguyễn lắc vô. Chốt mã khác chị hết. Quần tây nam có đó. Quần tây nam có. Không chừng là chị biết cái mẫu này rồi. Đúng, tại vì mẫu này mình đã bán cho đúng tiền. Em lấy chị Phương Linh Nguyễn luôn, bạn mặc vô cho chị coi. Đây em mặc nó hơi bị bự. Hàng tên nở con tí đó là mình khỏi cần bàn cãi ha. Phong tay quần tây nam có nha, xíu lên. Còn cái này là khoác len, áo len nha, áo len chị ha, áo len màu vàng nè, form mà dễ mặc nha, không bao lỗ, mặc mát mẻ chị ha, thoải mái. 1m655kg cho em nè, 1m655kg, xe 55.000 luôn ha, xe 55.000, ghi mã áo vàng cho em nè, ghi mã áo vàng cho em, chốt mã áo vàng ha. Rồi cái đầm mới chơi, đầm này nha là form kiểu ngang vai nè ha, kiểu rất vai ngang này nè. Ngang
là được tới, giãn được tới 94 nha, ngực 94 eo được tới là 80, ngực 94 eo 80 chị không? Phong làm body nhẹ nè, cái này ghi mã 130 cho em nha, đồng là 130 ngàn nè. Ngực 94 là em tới 80 nè, ghi mã 130 cho em nha. Phong mặc rất là đẹp nè, phối ren, phối ngọc trai luôn nha. Phải pha tơ
toàn Hàn Quốc luôn. 26 thì có được cái 26. Rồi cái này ghi mã đầm đen cho em nha. Cái này ghi mã đầm đen là sẽ 90.000 luôn nè. Sao 36 là 90 á? Em còn em là 90 thì em lấy. Cỡ, cái này là cỡ size M, size nhỏ, size S nha. Ngực 88 lại cho em là có túi, hai bên phối túi. Chị ha, chốt liền cho em là mã đầm đen nha. Chốt mã đầm đen luôn. Em đo đi. Nếu mà em 90 thì là sao 36? Cái này là ngang được tới là 92 nha. Mẫu này ngang 92 nè. Lấy cho gì á? Lấy ba cái ba sai. Ba tí có một sai. Ba hồi nãy ai kêu lấy? Có sai 36 lấy. Không chờ. Hoa 35 cho em nè. Cái mã hoa 35 lấy áo cho em rất đẹp chị ha. Form này là vải vô dễ mặc nha.
nha, lũ cực kỳ che được cái điểm bụng luôn. Rồi cái áo này là áo màu trắng chỉ rất top nha, áo Hồng Kông cho Đinh Huỳnh nè. Rồi cái này trời ơi rất top chị ơi, nhưng mà không có ngắn lắm đó chị ha, mặc lên form cũng vừa, mình mua cho bé phối cho bé mặc được nha, phối bé mặc chân váy đi chơi rất là cưng nè. Mẫu này nha, 1m6 bé từ 55-60kg mình mặc cũng được chị ha, mẫu này là dễ mặc luôn, mấy chị mặc cũng được không sao hết nha. 1m6 55-60kg vừa hết cho em nè, em bán cho mình áo này là 85-65 là ghi mã cho em mã trắng nha, ghi mã áo trắng cho em là phía là có phối kim sa nha, ghi mã là trắng cho em nè. Áo 35 cho bạn Lê luôn nè. Rồi áo bé nha, áo bé. Cái bằng tiếp tương chỗ này vậy. Khoa tay lưng. Có gì khoa tay. Nhớ không? Áo bé chị ha, xe cho mình giá 30.000, phối hình mèo không chơi, phối hình mèo phối chấm bi với cưng nha, cái này ghi mã che là mã áo kèm size. Áo là vải nhập quá, hàng ngoại châu vải nhập nha, ngoại châu xịn, ghi mã che mã áo 345 nha, áo 345 cho 30.000 luôn. Ghi mã áo 345 là 30.000 với chị ha. Áo 345 với chị ơi. Cái này là mức mới bán là bán phải 101-102 luôn nha, cái set ngố là bán tới 101-102 luôn nè mấy chị ơi. 1m6 nha, 60kg cho em nè, 1m6 60kg cho em nha. Phối cái quần của mình là phối cũng hình chung với lại cái họa tiết ở bên tay là cái túi chị ha, lên cái form ngố này là cực kỳ đẹp luôn nha, nhìn rất là trẻ và cá tính luôn nha, rất là trẻ trung nè. Cái này ghi mã set ngố cho em 65.000 luôn nè, set ngố xe 65.000 nha, 1m6 60kg ghi mã set ngố cho em nè, ghi mã set ngố nha. Cái áo trắng ghi mã áo trắng cho em chị ha, xe 65.000 luôn, cái đó mặc lên cực kỳ đẹp luôn chị ha, gọn người lắm luôn á, dương nó cũng hay mặc lắm chị ha. Hôm nay con nó lấy cháo rồi, hôm nay mà con nó là nó lấy cháo rồi, mà đẹp rồi. Set ngố của mình đen rồi, đầm này mà lắc nhắc quầy mà quái quái. Cái ngon trời đẹp giờ không có 100 ơi. Hồi xeo xếp ra bộ đá chị có hiểu rẻ giá men. Chị tới xỉu lui hoài. Hết ngó con xếp thì chị ơi. Rồi cái đầm của em chị ha, cái đầm màu đỏ của em là 1m6 nha, là từ 55-65kg mặc vừa hết cho em nè. 1m6, 55-65kg mặc vừa hết cho em nè. Em xây đầm cho mình hôm nay là còn 30.000 luôn nè. Em xây đầm cho mình giá còn 30.000 nha. Ghi mã 30 cho em lấy đầm nha. Ghi mã 30 cho em, chất vải của mình nó rất là đẹp luôn, coi dạng với chị ha, hàng Minh Thư nè. Hàng Minh Thư xịn với chị ha, rất là đẹp luôn nè. Ghi mã 30 lấy liền cho em nha, ghi mã 30 nè, mặc cái form body nha chị ha, lên cái form body cho em nè, coi vẻ là tốt nha. Cái này là 65kg mặc được hết cho em nè chị ha, chốt liền cho em mã 30 lấy đầm nha, chốt mã 30 lấy đầm liền cho em nha, form tay dài cũng là chốt liền luôn ha. Không, không có người này thì người khác bán chịu được nha. Nhà em rồi, em bán. Bốc, sẽ ra bán. Được. Rồi set đá chị ha, bộ đá của em nó bán cho mình giá là quá đẹp nha. Áo gì chị muốn áo gì? Rồi áo này, set này của em xe cho mình. Ừ. Theo vậy luôn á. Rồi mới chờ set đá nha, 1m6 cỡ 53 cái loại
sao quần jean này size 27 là màu của mình phối, có độ co giãn nhẹ nha. Có độ co giãn nhẹ là mẫu này của em bán cho mình size của mình giá 180 nha. 220 cộng 180 riêng mã cho em mã Q27 nè. Riêng mã Q27 lấy này cho em nha, chốt mã Q27 nè. Riêng mã Q27 cho em luôn. Rồi cái này nhớ chị ơi, áo phong su nha, áo phong phong su của em nè, 1m60kg, phối hình bé heo vậy ha, phối hình heo hả, tiết heo nè. 1m60kg cho em nè, size 55.000, ghi mã cho em là mã là áo bơ nha. Ghi mã áo bơ cho em nè, size 55.000 luôn, chốt mã áo bơ cho em nè. Không chị ơi, lấy đi chị. Không chị ơi. Đỏ đỏ à. Thank you.
Cái này là ngang được tới 55 luôn mấy chị ha, ngang 54-55 nè. Size 2X cho em nha, size 2X luôn nè. 1m7 nha, nam 75-78kg cho em nè. 1m7 nam 75-78kg cho em nè. Ghi mã cho em là 2X đỏ nha. Ghi mã 2X đỏ cho em mấy áo luôn nè. 1X đỏ có xuân nào? Em có 2X đỏ luôn nha. 2X đỏ luôn. Mèo lười đến 1X đúng không? Có cái 1X, 2 cái. Rồi ghi mã 2X đỏ nha, có xanh 2X nè. Thấy đỏ 3X luôn, 3X luôn cái chị ha, 1m6 là 85kg. Áo bơ của Phúc Hạnh. Ủa áo bơ nãy không chị chứ. Phúc Hạnh mà chị đâu có Phúc Hạnh. Ủa cái này là 3X là 85kg. 3X từ đâu nghe 56 là 80-85. Rồi 80-85kg là ghi mã 3X đỏ nha. 80-85kg cho em là ghi mã 3X đỏ nha. 80.000 luôn. Chốt liền cho em nè. Mèo lười ơi, lấy 1X luôn. Cái hồi bà la làng chốt luôn từ chứ. Ba ít là của Ngọc Lê. Rồi cái bạn này của em nha, ngực được tới 92 phong xuông, vừa ngực là vừa hết cho em nha. Quần ngố còn chị ơi. Còn quần ngố giá 55.000 một quần okay, nha. Thấy không, hiểu ý mọi người. Rồi cái này nè, ngực 92 lại cho em là vừa đầm này mấy chị ha. 3X thôi, còn hồi lấy cái khác lại đi. Còn lóc màu đỏ nó còn bị trong. Đợi xíu lên nữa. Đây cái form này của em là form suông nha, có túi, chị ha, có một cái túi nè. Ghi mã cho em là mã đầm sọc nha, xe 100.000 ghi mã đầm sọc cho em nè. Ghi mã đầm sọc nha, xe 100.000 luôn. Trên mặt cái 2X đó là ghi, trên mặt 2X là do á, còn nghe. Mẹ lỗi sao vậy chị ơi. Ý là mẹ bà chẳng giúp anh. Tự lấy không. Cái này 3X nè. 3X còn Phúc Hạnh lấy 3X nè. 7X còn. 3X còn chị ha, chốt mã 3X cho em nè. 7X Phương Linh Nguyễn. 80-85kg nha. 7X Phương Linh Nguyễn. Bảy bàn lên nha, bảy còn. Còn bảy số cái đó ghi hai ít không, cái mặt ghi hai ít bảy số. Ba ít chị Nguyễn Ngọc nè, bảy bàn lên nè, mọi người ơi. Chốt mã 3X cho em chị ha, chốt mã 3X cho em chị ha. Form của mình là hơn 1m7 là 5 từ 80-85kg nha. Của Hạnh có lấy 3X không? Lấy ok nha. Áo đỏ cho em cả 3X rồi ok. Hoa Anh Đào lấy 2 quần ngố, 2 quần chính tức nè. Rồi ok. Rồi lấy rồi nha, của Hạnh ơi có rồi. Mấy đỏ lấy chị Phương Linh Nguyễn luôn rồi. Bấy đỏ cho cô Thuận Trần luôn. Hết nha. Rồi cái này của em là màu cam và phối viền trắng nha. Màu cam phối viền trắng luôn. Rồi ngang của mình là được tới 1X với chị ha. Cái này size 1X của em là nam 70. Nam 70kg nha. 65, 60. Ờ, 70. Gì? 70. Size L mà. Cái này size đúng á. 50 size L. Ờ đúng rồi. Size L. Cái áo tròn á là sẽ đúng. Xanh lỗ chị ha, cái này ghi mã L cam cho em. Mà nam của mình là 1m7 là cỡ 65-68kg nha. Ghi mã L cam là chốt mã L cam chị ha. Ghi mã L cam cho em luôn nè. Ghi mã L cam nè. L rêu, chị ơi cái này cái mã L rêu nha. Phố của mình là những cái đường viền cho cái áo nè. Ghi mã L rêu cho em mà chốt mã L rêu nha. Mà mày mặc này thì nam bạn mặc gì cũng được. Cái áo nên giá là sai nha, ghi mã cho em mà L rêu luôn. L cam L rêu mấy chị ha, chốt liền cho em mẫu đó nè. Mẫu này là đúng sai. Mẫu tròn là đúng sai. Rồi cái này cũng chơi họa tiết nha. Cái này là kiểu như phố, cái vải này có màu là đẹp nè. Cái này ghi mã cho em là mã là hơn
Số 1 kèm size nha, cũng 80.000 riêng mạng. Số 1 kèm size, số 1 size L, lại số 1 size XL nha. Số 1 L, số 1 XL. Vải rất là đẹp nè, phố kiểu như phun sơn nha, kiểu vải cơ sinh, kiểu như phun sơn. Mà cái vải mát lắm luôn chị ha, vải là cực mát nè, riêng mạng cho số 1 kèm size 1 L và lại 1 3X luôn nè. Vải cô tâm á chị, nhưng mà nó siêu qua dạng giống cái quần mê đâu mà. Nhưng mà nó khác cái độ dài. L cam ha, em có M cam là nam 1m7 là cỡ 6kg lại nha. Viên mã cho em là mã L cam với lại M cam luôn. Có hai size nha. Cái này mình một cặp á, nam nữ mà cũng được nha. Chị nào mà nữ mà từ 1m6-55kg thì mình chốt mã M cam chị ha. Số 1 L của chị Lê Loan. XL cam nè, có XL cam cho viên mã cho em là mã là hơi cam kèm size L, M với XL nha. Cam kèm size M, L, XL. Nói thôi chứ giờ chị không có ấy được. Em còn một cái số 1 và XL của chị hai là form nó là 1m7 là nam cỡ từ 75-78kg nha. Rồi cái chị ơi, L đỏ là phối rất đẹp nha, màu phối đẹp nè, cái mã L đỏ một cái một cái chị ơi. 1m7 nha, nam từ 65-68kg, L đỏ cho em là nữ 1m6-60kg mặt vừa nha. Rất là đẹp cái chị ơi, chốt liền cho em nam nữ mặt được hết nè. Cái mã L đỏ nha, một cái một luôn, cái mã L đỏ nè. L cam xuân nào. Nếu mà cao 1m75 thì ra lò được. Chắc có hai vùng mặt đậm chưa đi. Rồi đây là của em nha, form này là ngực được tới 94 nha, ngực 94, eo được tới 80 luôn nè. Dạ không có cam 3X nha, cam có ML với lại 1X thôi. Rồi ngực 94, e của mình là được tới 80-84 chị ha. Rồi form đầm của mình là phối trên phối ren nha, có bốn ngực luôn. Form body của chị ha, có điểm nhấn nè. Cái này của chị mặc công sở mà cũng được nha. Form của mình là rớt vai, cái kiểu áo form rớt vai xuống nè. Đầm cho 85.000 ghi mã cho em mã 85 nha. Mẫu này ghi mã 85 lấy đầm liền cho em nè, cực kỳ đẹp nha. Chốt mã 85 liền cho em luôn nè. Mã 72 hả? Thế sao cũng tùy, em đo nghe cái áo đang mặc á, làm dễ mua. L đỏ nhiều anh Nguyễn. Đồ đầm An Đông nha, cái mẫu này đầm An Đông của em nè, cái phần là form son size cũng khá to nha, cái này form suông mặc lên chị được khuyết điểm rất là tốt nè, mẫu này là form suông nha, mặc lên chị khuyết điểm tốt cho em. Form này là ngực được tới lại 90 cân nha, ngực 90 cân lại cho em là vừa nè. Xe cho mình giá đầm là 85.000 luôn, xe đầm mình giá 85.000 nha. Mèo lùi L cam, biết L cam. Còn mẹ cũng ba chẳng thế ra. Phối 2 lớp nha, mẫu này đây là phối 2 lớp cho mình luôn nè. Rồi, còn 94 lại cho em là vừa mẫu đầm với chị ha. Chốt mã cho em mã đầm hồng nè. Ghi mã đầm hồng cho em nha, cũng 85.000 chị ha. Form suông là mặc lên cho em có điểm tốt rồi chị ha. Chị nào có bụng to mặc cũng sợ. Cam có một cái. Một cái. Mèo lùi ơi, lấy được một cái xe L cam được không? Chiếc L cam có một cái à. Rồi ghi mã cho em mã đầm hồng nha. Form có túi nè, mỗi đầm này có túi luôn chị ha. Ghi mã đầm hồng là 85.000 nha. Thôi lúc này ít L cam hết rồi, lấy cái được không? Rồi ghi mã đầm hồng cho em nè, ghi mã đầm hồng nha. Hỏi là mèo lùi coi. Ý là có một cái L cam thôi. Mèo lùi em có một cái L cam thôi chị mèo lùi ơi. L cam hả? Rồi lấy cho chị Linh Nguyễn nha. Linh Nguyễn lấy cái L cam cho chị luôn nha. Linh Nguyễn lấy cái này xanh rồi. Rồi em có màu nè, ghi mã đầm kèm màu cho em nha. Đầm này sao vậy?
chết. Là mày là lúc mới bán là như trăm mấy hay sao? Đây đặt không là mã nào? Dạ. Mày cái này. Không, cái này nè. Mày cứ chào thôi vậy thôi, nghỉ đi. Còn có cá chưa đấy, cái không có được. Để hồng ở dưới còn. Không, đúng rồi. Chốt đặt hồng cho chị Phan Ly luôn. Rồi, ghi mã đặt kèm màu cho em nè. Đầm tím á chị ha, cái này ghi mã đầm tím nè. Màu tím mà không hề giả, chị ha, rất là đẹp luôn nè. Form cho em có điểm tốt rồi. Cho em nè. Hai lớp phối, chị ha, vải hai lớp phối cho em nè. Phối nút điểm nhấn, có tú luôn nha. Có tú luôn á chị ơi. Ghi mã đầm kèm màu đầm tím nè. Đầm rêu, đầm tím, đầm rêu. Đầm màu bò với chị ha, đầm bò nè. Xanh dương luôn, xanh dương với lại màu vàng chị ha. Màu vàng nè, ghi mã đầm kèm màu cho em màu vàng luôn nha. Ngược từ chính thức lại là vừa nè, ngược chính thức lại là vừa nha em nha. Rồi, ghi mã đầm kèm màu cho em nha, đầm tím, đầm hồng, vàng nha, vàng rêu, màu bò, màu xanh dương. Chị ha chốt liền cho em nè, quá đẹp luôn nha. Cái này là form dễ mặc, có ngu mặc kiểu như trang cái điểm tốt mấy chị nha, chốt liền cho em nè. Ngược chính thức lại là vừa hết nè, chốt liền cho em nha. Chốt mã liền cho em là đầm tím nha, đầm xanh dương. Rồi nhá, thay thay chị đổi. Đầm bò, đầm rêu, chị ha chốt liền luôn chị ơi. Màu nào cũng đẹp hết trơn chị ha. Phối hai lớp mà xịn cực kỳ, có 85 nghìn cho mình luôn nè. Nhanh tay chốt liền chị ơi. Ba tia đủ màu luôn chị ơi. Tôi lấy cho chị Thi Thi rồi nha. Trời ơi, chốt đủ màu cho em. Trời ơi, màu nào cũng đẹp hết trơn á. Màu lên da nó cũng sang hết. Thôi, cái hàng chị nói rồi. Cái hàng nó to được, đầm đẹp to. Không chị nói mãi mà giờ chị không có lấy ra được. Đầm kèm màu cho em luôn. Bò cho Phai Ti. Chị cứ chốt đi đừng ngại chứ. Đừng ngại được gì. Rồi rêu cho em nè. Màu rêu nha. Chốt mã màu rêu cho em nè. Rất là đẹp cho em. Phong dễ mặc lắm luôn nha. Phong su cái này màu bí cũng được. Chị ha kiểu như màu mà còn 2-3 tháng nữa được nha. Hết vàng rồi Phai Ti ơi. Phúc Hạnh lấy đồng vàng cho chị rồi Phúc Hạnh nha. Rồi lấy cho Phúc Hạnh rồi nè. Rồi rêu cho em nha. Rêu xanh dương bò luôn chị ơi. Rêu xanh dương màu bò nha. Chốt liền đủ màu cho em. Chị ơi đẹp lắm luôn. Mà nào cũng dễ mặc hết nha. Cái này là hết thiệt rồi đó. Mèo luôn á mẹ. Sao bà gờ đi chị ơi. Sao tôi bà ở tại chỗ mẹ tôi cũng chậm nè. Hình nó còn chạy đứng yên có chỗ luôn. Nó ngồi các bên luôn. Trời ơi, xong yên chị ơi. Xong yên là phối hình mèo chị ha. Phối hình mèo, phối sọc nè. Mẫu này mặc lên gọn người nha. Phối sọc đúng lắm. Mấy chị mặc lên rất là gọn người luôn. Tối là 98 nha, mẫu này ngược 98 chị ha. 1m6 của em là 55kg, 55-57kg mà ok chị ha. Xe 85.000 luôn. 100 ngàn hôm nay xe cho mình giá còn 85.000 nha. 100 xe còn 85 cho mình nè. Phối mèo theo chị ha, mà hai bên phía cổ cũng sẽ phối hai con mèo rất cưng nè. Ghi mã sơ mi cho em nè, ghi mã sơ mi nha. Ghi mã sơ mi cho em, chị ơi chốt mã sơ mi 85.000, 1m6 nha, 55-57kg nè. Đập ra cho Xuân Nguyễn Thị nè. Bỏ chữ mặt nha. Cực lắm. Giảm cân em. Con cố luôn. Sự nghiệp giảm cân. Đang muốn. Nhưng không thể. Thua cái đầu gặp loại sau của em dễ lắm nặng. Không biết dở nặng đâu. Rồi cái này ghi mã đầm xanh cho em nha. Ghi mã đầm xanh. Chị ơi ngược chính tứ lại cho em là vừa chị ha. Ghi mã đầm xanh có túi luôn nha. Phối hai lớp là ghi mã đầm xanh cho em luôn. Rồi ghi mã sơ mi cho em nè. Rồi có cái này thêu quá đẹp nè. Thêu hoa chị ha. Cái này thêu hoa. Cái này vải đẹp. Trời ơi cái này chất lượng. Đầm sơ mi luôn nha. Cái này đầm sơ mi. Thank you.
ngực 110 nè cho em ha. Cái này là 1m6 nha, 60kg mặt cũng vừa nha. Đầm sơ mi chị ơi, form có thể kiểu như phòng phơi áo quần hay là mình kiểu như phát đi lịch qua là một cái đầm sơ mi rất đẹp nha. Cái này ghi mã cho em mã hoa là ghi mã thêu hoa nha. Chốt mã thêu hoa cho em cũng 85.000 nè, ngực cứ 110 cho là 60kg mặt ok hết, là ghi mã thêu hoa cho em nè. Chốt mã thêu hoa nha. Trời ơi,
rồi, còn tới 106 nha, mỗi này ngược tới 106 mấy chị ơi. Cái này là được tới 60kg chị ha. Mà mấy chị nhìn theo này, màu quá đẹp luôn nha, cũng 85.000 luôn, 85.000. Ngược tới 106 chị ha, cái này cũng 85.000 nè, ghi mã cho em, chị ơi, ghi mã cho em là mã là theo. Ghi mã theo này cho em, cái mẫu này quá đẹp nè, 60 hay 62kg ok nha. Ngược 106 lại cho em là ok nè, đầm theo nha, phong suôn dễ mặc cũng luôn. Ghi mã theo cho em chốt liền cho mã theo của chị nha. 85.000 mã theo cho em nè, có 85.000 thôi chị ơi. Ghi mã theo cho em này, chốt liền luôn. Chào cho anh Lâm nè. Anh Lâm xuất hiện. Đẹp con đâu? Đẹp Lâm đâu? Ghi mã theo liền cho em chị ơi. Chốt mã theo liền luôn. Cái đầm ngực 90 mặc cũng được cái chị, cho nó thoải mái cũng được mà, tại vì hơn đâu có nhiều xăng đâu mà ngực, cho nó thoải mái, nó rộng rộng mình đang